Sau 6 năm hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc mua được 3 căn nhà, có giới hợp hạng sang và lo cho gia đình cuộc sống đủ đầy. Đức Phúc vừa tậu căn hộ 120m2 gồm 3 phòng ngủ tại thành phố Thủ Đức, trị giá hơn 10 tỷ đồng, tiền chi phí làm nội thất bằng tiền mua một căn hộ mới, vì nhiều món anh phải đặt mua từ nước ngoài. Căn hộ lúc bàn giao là nhà thô nên giọng cao hơn cá yêu, phải tự lên ý tưởng thiết kế, giám sát thi công và tân trang toàn bộ không gian sống cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đáng lẽ Đức Phúc đã được bàn giao nhà từ tháng 6 nhưng do dịch, tiến độ thi công bị đẩy lùi. Phía đơn vị xây dựng thiết kế nội thất hứa bàn giao nhà cho Đức Phúc trong năm nay. Căn hộ của Đức Phúc có view sông, anh thích không khí mát lạnh của căn nhà mỗi khi đứng bên khung cửa sổ, mở rộng tầm mắt về phía những tòa nhà bên kia sông, Đức Phúc thấy khoan khoái, không gian sống mới rộng rãi. Đúng ý tôi, ngôi nhà đánh dấu bước phát triển mới của tôi ở tuổi 25. Khi tôi mua nhà, bố mẹ vui mừng, tự hào. Bố mẹ gửi lời chúc và nói khi nào nhà hoàn thiện sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh gặp tôi. Căn chung cư cao cấp 70m2 được anh mua từ năm 2008, lúc đó chỉ mới 22 tuổi. Ngôi nhà được Đức Phúc lên ý tưởng thiết kế với không gian sống hiện đại, sang trọng, ấm cúng. Căn nhà sử dụng tông kem trắng, làm gam màu chủ đạo, phòng ngủ có cửa sổ thoáng mát. Nơi thay đồ được bài trí gọn gàng, giúp Đức Phúc dễ chọn trang phục mỗi lần đi diễn. Tủ đồ nhiều ngăn, sắp xếp thông minh, tiết kiệm diện tích. Căn hộ Đức Phúc đang ở có diện tích không lớn, nên phòng khách được anh thiết kế nhỏ xinh. Anh đặt sofa mang phong cách cổ điển và treo những khung tranh nghệ thuật tiệp màu, khơi gợi sự sáng tạo. Nam ca sĩ cũng trồng nhiều cây xanh, tạo sự tươi mát cho không gian sống. Ngoài cơ ngơi mới tậu và căn hộ ở quận 7, Đức Phúc cũng có một căn nhà ở Hà Nội. Với bất động sản đó, Đức Phúc còn sở hữu một chiếc Range Rover Escort trị giá hơn 3 tỷ đồng. Anh tậu xe này vào lúc tháng 11 năm 2018. Khi ấy, Đức Phúc không giấu nổi sự hạnh phúc vì có phương tiện đi lại, che nắng che mưa. Trước đây, khi không có xe, anh nhiều lần đi về trễ và phải đợi taxi. Từ khi mua xe, anh yên tâm chạy show, ca hát không có ngày nghỉ. Nam ca sĩ khẳng định, những món đồ anh mua hoàn toàn là tiền túi, chứ không hề vay mượn của hay sự hỗ trợ, giúp đỡ từ ai. Mẹ tôi bán xôi, bố tôi lái xe thì lấy đâu ra tiền hỗ trợ con cái. Chưa kể, gia đình tôi từng lâm vào cảnh nợ nần, thì hiện tại, mỗi khi ai đó nhắc đến chữ nợ, tôi ám ảnh lắm. Khi dồn đủ tiền, tôi mới dám mua chứ không vay mượn ai. Đến năm 2020, Đức Phúc tặng bố mẹ một chiếc Toyota Fortuner trị giá hơn 1 tỷ đồng và một căn nhà ở Hà Nội. Hiện tại, anh là trụ cột kinh tế của gia đình. Hàng tháng, Đức Phúc đều chu cấp cho bố mẹ, em trai một khoản tiền. Bố mẹ không nói gì nhưng qua những hành động của họ, tôi cảm nhận được sự tự hào về mình như thế nào. Mỗi lần tôi mua tặng một món đồ, bố mẹ lại chụp hình và đem đi khoe. Riêng em trai ngày trước không chụp hình với tôi lắm, thì bây giờ thì lại thích chụp hình và thậm chí còn xin chữ ký cho bạn. Nổi tiếng, có nhiều show, hợp đồng quảng cáo, đại diện nhãn hàng nên Đức Phúc kiếm được nhiều tiền. Anh thỏa mãn đam mê với thời trang cao cấp. Từ chàng trai thích đồ dùng bình dân, Đức Phúc thành tín đồ hàng hiệu. Bộ sưu tập của Đức Phúc có nhiều trang phục, phụ kiện của các nhà mốt hàng đầu thế giới như Gucci, G&G, Versace, Fendi, Balenciaga, Bottega Veneta. Nam ca sĩ cũng dành riêng một căn phòng là nơi chứa bộ sưu tập hiệu đồ hiệu đắt đỏ. Tuy nhiên, anh khẳng định mình là người tính toán kỹ lưỡng mỗi khi mua đồ. Tôi không bao giờ vung tiền quá mức hay chạy theo xu hướng. Kiểu thích thì mua nấy. Thay vào đó, tôi chờ hàng giảm giá, đất rẻ mới dám mua. Thời điểm chưa dịch, những tháng cuối năm, Đức Phúc kiếm được hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng. Anh có hơn 10 cuốn sổ tiết kiệm, anh thường xuyên du lịch sang chảnh, giác đồ hiệu từ đầu đến chân mỗi khi xuất hiện. Trước ý kiến cho rằng nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, sự nghiệp của anh mới phát triển, dẫn đến cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Đức Phúc không phủ nhận điều đó. Song anh cho rằng nếu như bản thân không có năng lực, không cố gắng vươn lên thành quả cũng không đến dễ dàng như vậy. Nổi tiếng giàu có ở độ tuổi còn trẻ, nhưng Đức Phúc không sợ mình trở nên kiêu ngạo, bởi từ xưa đến nay anh luôn đặt sự lễ phép lên làm đầu. Sau khi trở thành quán quân The Voice 2015, Đức Phúc có nhiều bản hit như Ánh Nắng Của Anh, Ta Còn Yêu Nhau, Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi, Hơn Cả Yêu, Người Ơi Người Ở Đừng Về. Anh phủ sóng trên nhiều game show, làm giám khảo nhiều chương trình âm nhạc. Anh trở thành ngôi sao giải trí có sức ảnh hưởng. Các tài khoản mạng xã hội của Đức Phúc đều có lượng theo dõi khủng như Insta 1,9 triệu, YouTube 1,5 triệu, Facebook 2,7 triệu. Ở tuổi 25, Đức Phúc chưa nghĩ đến việc yêu đương vì công việc quá bận rộn. Việc đi hát, kiếm tiền, chiếm nhiều thời gian của anh. Đôi lần anh muốn có người yêu nhưng lại nghĩ chuyện chưa phải thời điểm thích hợp. Anh chờ khi duyên tới, bản thân sẽ đón nhận.